Rồi, hello anh em. Này Linh giới thiệu cho anh em một con Genoad ha, Genoad Komatsu G2K. Đó. Genoad Komatsu G2K có đóng lốc Genoad luôn nè anh em. Đó, con này đồng 34 ly 26cc ha. Đó. Con này tâm gầy anh em, tâm gầy. Đó, ai cái này em lên cho nó bộ chế 260 mới rồi ha. Đó. Đáp rồi còn đóng luôn nè. Đây cơ mít xung Genoad BC2600 mới in Japan. Đó là ngoài zin chứ khỏi zin luôn ha. Rồi để em test nổ cho em xem. Cước lại ra được miễn phí ship toàn quốc luôn nha anh em. Con này chỉ cần nắm nhẹ lên là nổ rồi.